Dạ, quay mạnh cái. Xin chào các bạn. Các bạn thấy mình mới quay cái chân cho các bạn xem. Các bạn ha. Phụ kiện âm thanh cũng là một cái cũng rất là cần được chăm chút các bạn. Mình phải cần cái gì đó nó bền, nó ổn định. Ví dụ như những cái môi trường mà nhiều người sử dụng hoặc là sử dụng thường xuyên. Nếu mình không lựa chọn phụ kiện và mình không quan tâm cái chất liệu của phụ kiện hoặc là quan tâm cái thương hiệu của phụ kiện thì dễ lắm mình sẽ mua những cái sản phẩm mà nó không được bền các bạn ha. Thì hôm nay cũng là một điều kiện mình giới thiệu cho các bạn về cái chân. Hiện nay mình có một cái chân nó là tất cả những cái cầm ở đây nó bằng kim loại hết các bạn. Từ cái siết bên này nó cũng bằng kim loại luôn. Rồi. Cái mở ra thường xuyên như vậy là đó. Cái mở ra thường xuyên như vậy lắm, nó cũng sẽ bằng kim loại các bạn. Rồi, cái lên xuống nó cũng bằng kim loại ha. Thì thật ra là trên thế giới cũng rất là nhiều cái hãng phụ kiện các bạn, chân loa, chân micro, những phụ kiện treo loa hoặc là những cái ốc. Thì những cái phụ kiện đó nó cũng góp phần cho cái thứ nhất là nó đẹp với sân khấu ha, rồi nó lại đáp ứng được cái như công năng sử dụng cho đúng cho những cái quy mô hoạt động của mình. Thì bên mình các bạn xem ở trên website của mình là daithiengan.com, mình có những cái hãng chân tuyển chọn rẻ tiền cũng có, rồi chân của Đức cũng có, Gravity đó các bạn. Hy vọng rằng là các bạn đến với dịch vụ âm thanh của mình thì không những chọn những cái loa nó ổn định mà mình vẫn có thể cùng nhau trao đổi tư vấn làm sao mình lựa chọn những thiết bị phụ kiện làm sao cho hợp lý các bạn ha. Rất vui được gặp lại các bạn trên YouTube. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.